Rồi mình xin chào quý khán giả. Rồi hôm nay mình tiếp tục bón cái đài Con Tum ngày 17 tháng 3 Chủ nhật. Rồi. Số 94 63 59 17 08 26 20 35 35 còn có 2 tạ này. Và 1 tạ. Đúng rồi, còn có 2 tạ thôi. 44 55 72 76 02 90 81 39 39 còn con tà 48 53 67 rồi cái đây nè, cái đây là ba tà ba sắp đây nè. Ở quê mình gọi là đài phụ đó quý vị. Công tơ cái đài theo tiếng Quế đài phụ. Công tâm có 11 nữa nè. Đài Quế nè, 37 nè. Và 74. Đó, là mỗi sắp là 20 tờ. 20 tờ là một series chúng đặc biệt là có hai số thôi. 4 tỷ rồi. Chạy này anh chị. Rồi. 37 và 74 là đại quý đó. Rồi. 2737 số tuyệt vời á, số này đẹp á. Số đẹp nè. 2737 rồi. Rồi cảm ơn quý vị đã xem video của em. Chúc anh chị cố bán may mắn phát lộc phát tài. Chiều hôm nay Chủ nhật đó, chúng ta mua tài giấy số. Cầu lộc, cầu tài, cầu may, giải trí. Đó, hôm nay Chủ nhật. Chúng ta uống một ly cà phê rồi mua tài giấy số. Mua một tài chứ không, một hai tài chứ không cần nhiều. Biết đâu nó vô thì chúng ta có tiền tỷ. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. Tại em thường lệ đó thì em cũng nói đó, anh chị nào máu bồ không biết thì em cũng bón trục quốc lộ 24B ở đậu 12 thôn Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đó, hàng cái xăng dầu ở đây Vinom Tân Tịnh đây, xăng dầu 600 bét gần Ốc Doa đó. Anh chị nào mình có nhu cầu mua giấy số để ghé em mua tài. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều.